Chào bạn, chào mừng bạn đến với kênh Luật Hấp dẫn Tiền Bạc Trang KTT. Năng lượng của suy nghĩ và cảm xúc sẽ quyết định số phận của bạn. Tiềm thức của bạn là một bản sao chân thực của những điều bạn tin tưởng sâu bên trong mình, tái tạo chúng thành hiện thực. Nhưng vì sợ hãi, lo lắng hoặc niềm tin sai lầm, những khát vọng, hoài bão và mục tiêu đang bị đóng băng trong bạn. Hãy kích hoạt lại chúng ngay lập tức. Hãy tạo ra ấn tượng mạnh mẽ trong tiềm thức của bạn bằng những ước vọng rực sáng về sức khỏe, về sự giàu có và cuộc sống thịnh vượng, dư giả, sung túc. Bây giờ, thư giãn toàn bộ cơ thể để tâm trí của bạn được giải phóng. Hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ. Tập trung vào những câu thần chú về tiền bạc, thịnh vượng, tài lộc để chúng được in sâu vào tiềm thức và hiển lộ ra cuộc sống hàng ngày của bạn. Hãy sẵn sàng, chúng ta cùng bắt đầu. Tôi đang kết nối với sức mạnh không giới hạn của vũ trụ, nơi sự thịnh vượng và giàu có đang chờ đợi tôi. Trái tim tôi tràn đầy hạnh phúc và đủ đầy. Tôi dư giả tiền bạc để thực hiện mọi ước mơ. Tôi hạnh phúc chào đón sự may mắn và tiền bạc vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút tiền bạc liên tục. Tôi dễ dàng thu hút những cơ hội phát tài đến với tôi. Tôi chủ động tạo ra những suy nghĩ tích cực và cảm xúc tích cực. Tôi kích hoạt sức mạnh thu hút tiền bạc và thành công đến với mình một cách nhanh chóng. Tôi biết cách sử dụng tiền một cách thông minh để tạo ra lợi nhuận và mang lại sự thịnh vượng cho mình và những người xung quanh. Mục tiêu của tôi là tạo ra sự giàu có và thịnh vượng bền vững. Tôi rất giàu có. Tôi giàu có về trí tuệ. Tôi giàu có về sức khỏe. Tôi giàu có về cảm xúc. Tôi giàu có về các mối quan hệ chất lượng. Tôi giàu có về tài chính. Tôi giàu có về thời gian. Tôi là một người vô cùng giàu có, không chỉ về tài chính mà còn về trí tuệ, về sức khỏe. Tôi thừa hưởng một trái tim giàu có cảm xúc, luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và lòng biết ơn. Niềm tin rằng tôi xứng đáng với sự giàu có và thịnh vượng là động lực mạnh mẽ giúp tôi tiếp tục phát triển. Tiền bạc đang dồi dào và liên tục chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi dễ dàng có được số tiền như tôi mong muốn trong mọi lĩnh vực tôi làm. Lòng biết ơn hướng tôi đến với những điều tốt đẹp. Tôi biết ơn mọi thứ tôi đang có. Tôi biết ơn mọi thứ đang đến với tôi. Tôi luôn trân trọng mọi thứ đến với tôi, cho dù là nhỏ nhất. Tiền bạc đến với tôi một cách tự nhiên và dễ dàng. Tiền bạc và hạnh phúc song hành với tôi trong mọi khoảnh khắc. Tiền bạc là phần thưởng xứng đáng dành cho tôi. Thu nhập của tôi tăng lên liên tục. Số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi không ngừng gia tăng. Tôi thu hút tiền thật dễ dàng. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi dạt dào. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Mọi việc tôi làm đều rất suôn sẻ và thuận lợi. Trí tuệ và trực giác sắc bén giúp tôi nhận biết và tận dụng mọi cơ hội kiếm tiền một cách hiệu quả. Tôi không ngừng học hỏi và phát triển bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi món quà từ vũ trụ. Tôi đang kết nối với sức mạnh không giới hạn của vũ trụ, nơi sự thịnh vượng và giàu có đang chờ đợi tôi. Trái tim tôi tràn đầy hạnh phúc và đủ đầy. Tôi dư giả tiền bạc để thực hiện mọi ước mơ. Tôi hạnh phúc chào đón sự may mắn và tiền bạc vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút tiền bạc liên tục. Tôi dễ dàng thu hút những cơ hội phát tài đến với tôi. Tôi chủ động tạo ra những suy nghĩ tích cực và cảm xúc tích cực. Tôi kích hoạt sức mạnh thu hút tiền bạc và thành công đến với mình một cách nhanh chóng. Tôi biết cách sử dụng tiền một cách thông minh để tạo ra lợi nhuận và mang lại sự thịnh vượng cho mình và những người xung quanh. Mục tiêu của tôi là tạo ra sự giàu có và thịnh vượng bền vững. Tôi rất giàu có. Tôi giàu có về trí tuệ. Tôi giàu có về sức khỏe. Tôi giàu có về cảm xúc. Tôi giàu có về các mối quan hệ chất lượng. Tôi giàu có về tài chính. Tôi giàu có về thời gian. Tôi là một người vô cùng giàu có, không chỉ về tài chính mà còn về trí tuệ, về sức khỏe. Tôi thừa hưởng một trái tim giàu có cảm xúc, luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và lòng biết ơn. Niềm tin rằng tôi xứng đáng với sự giàu có và thịnh vượng là động lực mạnh mẽ giúp tôi tiếp tục phát triển. Tiền bạc đang dồi dào và liên tục chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi dễ dàng có được số tiền như tôi mong muốn trong mọi lĩnh vực tôi làm. Lòng biết ơn hướng tôi đến với những điều tốt đẹp. Tôi biết ơn mọi thứ tôi đang có. Tôi biết ơn mọi thứ đang đến với tôi. Tôi luôn trân trọng mọi thứ đến với tôi, cho dù là nhỏ nhất. Tiền bạc đến với tôi một cách tự nhiên và dễ dàng. Tiền bạc và hạnh phúc song hành với tôi trong mọi khoảnh khắc. Tiền bạc là phần thưởng xứng đáng dành cho tôi. Thu nhập của tôi tăng lên liên tục. Số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi không ngừng gia tăng. Tôi thu hút tiền thật dễ dàng. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi dạt dào. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Mọi việc tôi làm đều rất suôn sẻ và thuận lợi. Trí tuệ và trực giác sắc bén giúp tôi nhận biết và tận dụng mọi cơ hội kiếm tiền một cách hiệu quả. Tôi không ngừng học hỏi và phát triển bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi món quà từ vũ trụ. Tôi đang kết nối với sức mạnh không giới hạn của vũ trụ, nơi sự thịnh vượng và giàu có đang chờ đợi tôi. Trái tim tôi tràn đầy hạnh phúc và đủ đầy. Tôi dư giả tiền bạc để thực hiện mọi ước mơ. Tôi hạnh phúc chào đón sự may mắn và tiền bạc vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút tiền bạc liên tục. Tôi dễ dàng thu hút những cơ hội phát tài đến với tôi. Tôi chủ động tạo ra những suy nghĩ tích cực và cảm xúc tích cực. Tôi kích hoạt sức mạnh thu hút tiền bạc và thành công đến với mình một cách nhanh chóng. Tôi biết cách sử dụng tiền một cách thông minh để tạo ra lợi nhuận
và mang lại sự thịnh vượng cho mình và những người xung quanh. Mục tiêu của tôi là tạo ra sự giàu có và thịnh vượng bền vững. Tôi rất giàu có. Tôi giàu có về trí tuệ. Tôi giàu có về sức khỏe. Tôi giàu có về cảm xúc. Tôi giàu có về các mối quan hệ chất lượng. Tôi giàu có về tài chính. Tôi giàu có về thời gian. Tôi là một người vô cùng giàu có, không chỉ về tài chính mà còn về trí tuệ, về sức khỏe. Tôi thừa hưởng một trái tim giàu có cảm xúc, luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và lòng biết ơn. Niềm tin rằng tôi xứng đáng với sự giàu có và thịnh vượng là động lực mạnh mẽ giúp tôi tiếp tục phát triển. Tiền bạc đang dồi dào và liên tục chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi dễ dàng có được số tiền như tôi mong muốn trong mọi lĩnh vực tôi làm. Lòng biết ơn hướng tôi đến với những điều tốt đẹp. Tôi biết ơn mọi thứ tôi đang có. Tôi biết ơn mọi thứ đang đến với tôi. Tôi luôn trân trọng mọi thứ đến với tôi, cho dù là nhỏ nhất. Tiền bạc đến với tôi một cách tự nhiên và dễ dàng. Tiền bạc và hạnh phúc song hành với tôi trong mọi khoảnh khắc. Tiền bạc là phần thưởng xứng đáng dành cho tôi. Thu nhập của tôi tăng lên liên tục. Số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi không ngừng gia tăng. Tôi thu hút tiền thật dễ dàng. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi dạt dào. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Mọi việc tôi làm đều rất suôn sẻ và thuận lợi. Trí tuệ và trực giác sắc bén giúp tôi nhận biết và tận dụng mọi cơ hội kiếm tiền một cách hiệu quả. Tôi không ngừng học hỏi và phát triển bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi món quà từ vũ trụ. Tôi đang kết nối với sức mạnh không giới hạn của vũ trụ, nơi sự thịnh vượng và giàu có đang chờ đợi tôi. Trái tim tôi tràn đầy hạnh phúc và đủ đầy. Tôi dư giả tiền bạc để thực hiện mọi ước mơ. Tôi hạnh phúc chào đón sự may mắn và tiền bạc vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút tiền bạc liên tục. Tôi dễ dàng thu hút những cơ hội phát tài đến với tôi. Tôi chủ động tạo ra những suy nghĩ tích cực và cảm xúc tích cực. Tôi kích hoạt sức mạnh thu hút tiền bạc và thành công đến với mình một cách nhanh chóng. Tôi biết cách sử dụng tiền một cách thông minh để tạo ra lợi nhuận và mang lại sự thịnh vượng cho mình và những người xung quanh. Mục tiêu của tôi là tạo ra sự giàu có và thịnh vượng bền vững. Tôi rất giàu có. Tôi giàu có về trí tuệ. Tôi giàu có về sức khỏe. Tôi giàu có về cảm xúc. Tôi giàu có về các mối quan hệ chất lượng. Tôi giàu có về tài chính. Tôi giàu có về thời gian. Tôi là một người vô cùng giàu có, không chỉ về tài chính mà còn về trí tuệ, về sức khỏe. Tôi thừa hưởng một trái tim giàu có cảm xúc, luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và lòng biết ơn. Niềm tin rằng tôi xứng đáng với sự giàu có và thịnh vượng là động lực mạnh mẽ giúp tôi tiếp tục phát triển.
Tiền bạc đang dồi dào và liên tục chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi dễ dàng có được số tiền như tôi mong muốn trong mọi lĩnh vực tôi làm. Lòng biết ơn hướng tôi đến với những điều tốt đẹp. Tôi biết ơn mọi thứ tôi đang có. Tôi biết ơn mọi thứ đang đến với tôi. Tôi luôn trân trọng mọi thứ đến với tôi, cho dù là nhỏ nhất. Tiền bạc đến với tôi một cách tự nhiên và dễ dàng. Tiền bạc và hạnh phúc song hành với tôi trong mọi khoảnh khắc. Tiền bạc là phần thưởng xứng đáng dành cho tôi. Thu nhập của tôi tăng lên liên tục. Số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi không ngừng gia tăng. Tôi thu hút tiền thật dễ dàng. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi dạt dào. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Mọi việc tôi làm đều rất suôn sẻ và thuận lợi. Trí tuệ và trực giác sắc bén giúp tôi nhận biết và tận dụng mọi cơ hội kiếm tiền một cách hiệu quả. Tôi không ngừng học hỏi và phát triển bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi món quà từ vũ trụ. Tôi đang kết nối với sức mạnh không giới hạn của vũ trụ, nơi sự thịnh vượng và giàu có đang chờ đợi tôi. Trái tim tôi tràn đầy hạnh phúc và đủ đầy. Tôi dư giả tiền bạc để thực hiện mọi ước mơ. Tôi hạnh phúc chào đón sự may mắn và tiền bạc vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút tiền bạc liên tục. Tôi dễ dàng thu hút những cơ hội phát tài đến với tôi. Tôi chủ động tạo ra những suy nghĩ tích cực và cảm xúc tích cực. Tôi kích hoạt sức mạnh thu hút tiền bạc và thành công đến với mình một cách nhanh chóng. Tôi biết cách sử dụng tiền một cách thông minh để tạo ra lợi nhuận và mang lại sự thịnh vượng cho mình và những người xung quanh. Mục tiêu của tôi là tạo ra sự giàu có và thịnh vượng bền vững. Tôi rất giàu có. Tôi giàu có về trí tuệ. Tôi giàu có về sức khỏe. Tôi giàu có về cảm xúc. Tôi giàu có về các mối quan hệ chất lượng. Tôi giàu có về tài chính. Tôi giàu có về thời gian. Tôi là một người vô cùng giàu có, không chỉ về tài chính mà còn về trí tuệ, về sức khỏe. Tôi thừa hưởng một trái tim giàu có cảm xúc, luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và lòng biết ơn. Niềm tin rằng tôi xứng đáng với sự giàu có và thịnh vượng là động lực mạnh mẽ giúp tôi tiếp tục phát triển. Tiền bạc đang dồi dào và liên tục chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi dễ dàng có được số tiền như tôi mong muốn trong mọi lĩnh vực tôi làm. Lòng biết ơn hướng tôi đến với những điều tốt đẹp. Tôi biết ơn mọi thứ tôi đang có. Tôi biết ơn mọi thứ đang đến với tôi. Tôi luôn trân trọng mọi thứ đến với tôi, cho dù là nhỏ nhất. Tiền bạc đến với tôi một cách tự nhiên và dễ dàng. Tiền bạc và hạnh phúc song hành với tôi trong mọi khoảnh khắc. Tiền bạc là phần thưởng xứng đáng dành cho tôi. Thu nhập của tôi tăng lên liên tục. Số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi không ngừng gia tăng. Tôi thu hút tiền thật dễ dàng. Tiền đến với tôi liên tục.
tiền đến với tôi dạt dào, tiền đến với tôi mạnh mẽ. Mọi việc tôi làm đều rất suôn sẻ và thuận lợi. Trí tuệ và trực giác sắc bén giúp tôi nhận biết và tận dụng mọi cơ hội kiếm tiền một cách hiệu quả. Tôi không ngừng học hỏi và phát triển bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi món quà từ vũ trụ. Tôi đang kết nối với sức mạnh không giới hạn của vũ trụ, nơi sự thịnh vượng và giàu có đang chờ đợi tôi. Trái tim tôi tràn đầy hạnh phúc và đủ đầy. Tôi dư giả tiền bạc để thực hiện mọi ước mơ. Tôi hạnh phúc chào đón sự may mắn và tiền bạc vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút tiền bạc liên tục. Tôi dễ dàng thu hút những cơ hội phát tài đến với tôi. Tôi chủ động tạo ra những suy nghĩ tích cực và cảm xúc tích cực. Tôi kích hoạt sức mạnh thu hút tiền bạc và thành công đến với mình một cách nhanh chóng. Tôi biết cách sử dụng tiền một cách thông minh để tạo ra lợi nhuận và mang lại sự thịnh vượng cho mình và những người xung quanh. Mục tiêu của tôi là tạo ra sự giàu có và thịnh vượng bền vững. Tôi rất giàu có. Tôi giàu có về trí tuệ. Tôi giàu có về sức khỏe. Tôi giàu có về cảm xúc. Tôi giàu có về các mối quan hệ chất lượng. Tôi giàu có về tài chính. Tôi giàu có về thời gian. Tôi là một người vô cùng giàu có, không chỉ về tài chính mà còn về trí tuệ, về sức khỏe. Tôi thừa hưởng một trái tim giàu có cảm xúc, luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và lòng biết ơn. Niềm tin rằng tôi xứng đáng với sự giàu có và thịnh vượng là động lực mạnh mẽ giúp tôi tiếp tục phát triển. Tiền bạc đang dồi dào và liên tục chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi dễ dàng có được số tiền như tôi mong muốn trong mọi lĩnh vực tôi làm. Lòng biết ơn hướng tôi đến với những điều tốt đẹp. Tôi biết ơn mọi thứ tôi đang có. Tôi biết ơn mọi thứ đang đến với tôi. Tôi luôn trân trọng mọi thứ đến với tôi, cho dù là nhỏ nhất. Tiền bạc đến với tôi một cách tự nhiên và dễ dàng. Tiền bạc và hạnh phúc song hành với tôi trong mọi khoảnh khắc. Tiền bạc là phần thưởng xứng đáng dành cho tôi. Thu nhập của tôi tăng lên liên tục. Số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi không ngừng gia tăng. Tôi thu hút tiền thật dễ dàng. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi dạt dào. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Mọi việc tôi làm đều rất suôn sẻ và thuận lợi. Trí tuệ và trực giác sắc bén giúp tôi nhận biết và tận dụng mọi cơ hội kiếm tiền một cách hiệu quả. Tôi không ngừng học hỏi và phát triển bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi món quà từ vũ trụ. Tôi đang kết nối với sức mạnh không giới hạn của vũ trụ, nơi sự thịnh vượng và giàu có đang chờ đợi tôi. Trái tim tôi tràn đầy hạnh phúc và đủ đầy. Tôi dư giả tiền bạc để thực hiện mọi ước mơ. Tôi hạnh phúc chào đón sự may mắn và tiền bạc vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút
tiền bạc liên tục. Tôi dễ dàng thu hút những cơ hội phát tài đến với tôi. Tôi chủ động tạo ra những suy nghĩ tích cực và cảm xúc tích cực. Tôi kích hoạt sức mạnh thu hút tiền bạc và thành công đến với mình một cách nhanh chóng. Tôi biết cách sử dụng tiền một cách thông minh để tạo ra lợi nhuận và mang lại sự thịnh vượng cho mình và những người xung quanh. Mục tiêu của tôi là tạo ra sự giàu có và thịnh vượng bền vững. Tôi rất giàu có. Tôi giàu có về trí tuệ. Tôi giàu có về sức khỏe. Tôi giàu có về cảm xúc. Tôi giàu có về các mối quan hệ chất lượng. Tôi giàu có về tài chính. Tôi giàu có về thời gian. Tôi là một người vô cùng giàu có, không chỉ về tài chính mà còn về trí tuệ, về sức khỏe. Tôi thừa hưởng một trái tim giàu có cảm xúc, luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và lòng biết ơn. Niềm tin rằng tôi xứng đáng với sự giàu có và thịnh vượng là động lực mạnh mẽ giúp tôi tiếp tục phát triển. Tiền bạc đang dồi dào và liên tục chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi dễ dàng có được số tiền như tôi mong muốn trong mọi lĩnh vực tôi làm. Lòng biết ơn hướng tôi đến với những điều tốt đẹp. Tôi biết ơn mọi thứ tôi đang có. Tôi biết ơn mọi thứ đang đến với tôi. Tôi luôn trân trọng mọi thứ đến với tôi, cho dù là nhỏ nhất. Tiền bạc đến với tôi một cách tự nhiên và dễ dàng. Tiền bạc và hạnh phúc song hành với tôi trong mọi khoảnh khắc. Tiền bạc là phần thưởng xứng đáng dành cho tôi. Thu nhập của tôi tăng lên liên tục. Số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi không ngừng gia tăng. Tôi thu hút tiền thật dễ dàng. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi dạt dào. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Mọi việc tôi làm đều rất suôn sẻ và thuận lợi. Trí tuệ và trực giác sắc bén giúp tôi nhận biết và tận dụng mọi cơ hội kiếm tiền một cách hiệu quả. Tôi không ngừng học hỏi và phát triển bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi món quà từ vũ trụ. Tôi đang kết nối với sức mạnh không giới hạn của vũ trụ, nơi sự thịnh vượng và giàu có đang chờ đợi tôi. Trái tim tôi tràn đầy hạnh phúc và đủ đầy. Tôi dư giả tiền bạc để thực hiện mọi ước mơ. Tôi hạnh phúc chào đón sự may mắn và tiền bạc vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút tiền bạc liên tục. Tôi dễ dàng thu hút những cơ hội phát tài đến với tôi. Tôi chủ động tạo ra những suy nghĩ tích cực và cảm xúc tích cực. Tôi kích hoạt sức mạnh thu hút tiền bạc và thành công đến với mình một cách nhanh chóng. Tôi biết cách sử dụng tiền một cách thông minh để tạo ra lợi nhuận và mang lại sự thịnh vượng cho mình và những người xung quanh. Mục tiêu của tôi là tạo ra sự giàu có và thịnh vượng bền vững. Tôi rất giàu có. Tôi giàu có về trí tuệ. Tôi giàu có về sức khỏe. Tôi giàu có về cảm xúc. Tôi giàu có về các mối quan hệ chất lượng. Tôi giàu có về tài chính. Tôi giàu có về thời gian.
Tôi là một người vô cùng giàu có, không chỉ về tài chính mà còn về trí tuệ, về sức khỏe. Tôi thừa hưởng một trái tim giàu có cảm xúc, luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và lòng biết ơn. Niềm tin rằng tôi xứng đáng với sự giàu có và thịnh vượng là động lực mạnh mẽ giúp tôi tiếp tục phát triển. Tiền bạc đang dồi dào và liên tục chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi dễ dàng có được số tiền như tôi mong muốn trong mọi lĩnh vực tôi làm. Lòng biết ơn hướng tôi đến với những điều tốt đẹp. Tôi biết ơn mọi thứ tôi đang có. Tôi biết ơn mọi thứ đang đến với tôi. Tôi luôn trân trọng mọi thứ đến với tôi, cho dù là nhỏ nhất. Tiền bạc đến với tôi một cách tự nhiên và dễ dàng. Tiền bạc và hạnh phúc song hành với tôi trong mọi khoảnh khắc. Tiền bạc là phần thưởng xứng đáng dành cho tôi. Thu nhập của tôi tăng lên liên tục. Số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi không ngừng gia tăng. Tôi thu hút tiền thật dễ dàng. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi dạt dào. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Mọi việc tôi làm đều rất suôn sẻ và thuận lợi. Trí tuệ và trực giác sắc bén giúp tôi nhận biết và tận dụng mọi cơ hội kiếm tiền một cách hiệu quả. Tôi không ngừng học hỏi và phát triển bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi món quà từ vũ trụ. Tôi đang kết nối với sức mạnh không giới hạn của vũ trụ, nơi sự thịnh vượng và giàu có đang chờ đợi tôi. Trái tim tôi tràn đầy hạnh phúc và đủ đầy. Tôi dư giả tiền bạc để thực hiện mọi ước mơ. Tôi hạnh phúc chào đón sự may mắn và tiền bạc vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút tiền bạc liên tục. Tôi dễ dàng thu hút những cơ hội phát tài đến với tôi. Tôi chủ động tạo ra những suy nghĩ tích cực và cảm xúc tích cực. Tôi kích hoạt sức mạnh thu hút tiền bạc và thành công đến với mình một cách nhanh chóng. Tôi biết cách sử dụng tiền một cách thông minh để tạo ra lợi nhuận và mang lại sự thịnh vượng cho mình và những người xung quanh. Mục tiêu của tôi là tạo ra sự giàu có và thịnh vượng bền vững. Tôi rất giàu có. Tôi giàu có về trí tuệ. Tôi giàu có về sức khỏe. Tôi giàu có về cảm xúc. Tôi giàu có về các mối quan hệ chất lượng. Tôi giàu có về tài chính. Tôi giàu có về thời gian. Tôi là một người vô cùng giàu có, không chỉ về tài chính mà còn về trí tuệ, về sức khỏe. Tôi thừa hưởng một trái tim giàu có cảm xúc, luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và lòng biết ơn. Niềm tin rằng tôi xứng đáng với sự giàu có và thịnh vượng là động lực mạnh mẽ giúp tôi tiếp tục phát triển. Tiền bạc đang dồi dào và liên tục chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi dễ dàng có được số tiền như tôi mong muốn trong mọi lĩnh vực tôi làm. Lòng biết ơn hướng tôi đến với những điều tốt đẹp. Tôi biết ơn mọi thứ tôi đang có. Tôi biết ơn mọi thứ đang đến với tôi. Tôi luôn trân trọng mọi thứ đến với tôi, cho dù là nhỏ nhất. Tiền bạc đến với tôi một cách tự nhiên và dễ dàng.
tiền bạc và hạnh phúc song hành với tôi trong mọi khoảnh khắc. Tiền bạc là phần thưởng xứng đáng dành cho tôi. Thu nhập của tôi tăng lên liên tục. Số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi không ngừng gia tăng. Tôi thu hút tiền thật dễ dàng. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi dạt dào. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Mọi việc tôi làm đều rất suôn sẻ và thuận lợi. Trí tuệ và trực giác sắc bén giúp tôi nhận biết và tận dụng mọi cơ hội kiếm tiền một cách hiệu quả. Tôi không ngừng học hỏi và phát triển bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi món quà từ vũ trụ. Tôi đang kết nối với sức mạnh không giới hạn của vũ trụ, nơi sự thịnh vượng và giàu có đang chờ đợi tôi. Trái tim tôi tràn đầy hạnh phúc và đủ đầy. Tôi dư giả tiền bạc để thực hiện mọi ước mơ. Tôi hạnh phúc chào đón sự may mắn và tiền bạc vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút tiền bạc liên tục. Tôi dễ dàng thu hút những cơ hội phát tài đến với tôi. Tôi chủ động tạo ra những suy nghĩ tích cực và cảm xúc tích cực. Tôi kích hoạt sức mạnh thu hút tiền bạc và thành công đến với mình một cách nhanh chóng. Tôi biết cách sử dụng tiền một cách thông minh để tạo ra lợi nhuận và mang lại sự thịnh vượng cho mình và những người xung quanh. Mục tiêu của tôi là tạo ra sự giàu có và thịnh vượng bền vững. Tôi rất giàu có. Tôi giàu có về trí tuệ. Tôi giàu có về sức khỏe. Tôi giàu có về cảm xúc. Tôi giàu có về các mối quan hệ chất lượng. Tôi giàu có về tài chính. Tôi giàu có về thời gian. Tôi là một người vô cùng giàu có, không chỉ về tài chính mà còn về trí tuệ, về sức khỏe. Tôi thừa hưởng một trái tim giàu có cảm xúc, luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và lòng biết ơn. Niềm tin rằng tôi xứng đáng với sự giàu có và thịnh vượng là động lực mạnh mẽ giúp tôi tiếp tục phát triển. Tiền bạc đang dồi dào và liên tục chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi dễ dàng có được số tiền như tôi mong muốn trong mọi lĩnh vực tôi làm. Lòng biết ơn hướng tôi đến với những điều tốt đẹp. Tôi biết ơn mọi thứ tôi đang có. Tôi biết ơn mọi thứ đang đến với tôi. Tôi luôn trân trọng mọi thứ đến với tôi, cho dù là nhỏ nhất. Tiền bạc đến với tôi một cách tự nhiên và dễ dàng. Tiền bạc và hạnh phúc song hành với tôi trong mọi khoảnh khắc. Tiền bạc là phần thưởng xứng đáng dành cho tôi. Thu nhập của tôi tăng lên liên tục. Số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi không ngừng gia tăng. Tôi thu hút tiền thật dễ dàng. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi dạt dào. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Mọi việc tôi làm đều rất suôn sẻ và thuận lợi. Trí tuệ và trực giác sắc bén giúp tôi nhận biết và tận dụng mọi cơ hội kiếm tiền một cách hiệu quả. Tôi không ngừng học hỏi và phát triển bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi món quà từ vũ trụ.
tôi đang kết nối với sức mạnh không giới hạn của vũ trụ, nơi sự thịnh vượng và giàu có đang chờ đợi tôi. Trái tim tôi tràn đầy hạnh phúc và đủ đầy. Tôi dư giả tiền bạc để thực hiện mọi ước mơ. Tôi hạnh phúc chào đón sự may mắn và tiền bạc vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút tiền bạc liên tục. Tôi dễ dàng thu hút những cơ hội phát tài đến với tôi. Tôi chủ động tạo ra những suy nghĩ tích cực và cảm xúc tích cực. Tôi kích hoạt sức mạnh thu hút tiền bạc và thành công đến với mình một cách nhanh chóng. Tôi biết cách sử dụng tiền một cách thông minh để tạo ra lợi nhuận và mang lại sự thịnh vượng cho mình và những người xung quanh. Mục tiêu của tôi là tạo ra sự giàu có và thịnh vượng bền vững. Tôi rất giàu có. Tôi giàu có về trí tuệ. Tôi giàu có về sức khỏe. Tôi giàu có về cảm xúc. Tôi giàu có về các mối quan hệ chất lượng. Tôi giàu có về tài chính. Tôi giàu có về thời gian. Tôi là một người vô cùng giàu có, không chỉ về tài chính mà còn về trí tuệ, về sức khỏe. Tôi thừa hưởng một trái tim giàu có cảm xúc, luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và lòng biết ơn. Niềm tin rằng tôi xứng đáng với sự giàu có và thịnh vượng là động lực mạnh mẽ giúp tôi tiếp tục phát triển. Tiền bạc đang dồi dào và liên tục chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi dễ dàng có được số tiền như tôi mong muốn trong mọi lĩnh vực tôi làm. Lòng biết ơn hướng tôi đến với những điều tốt đẹp. Tôi biết ơn mọi thứ tôi đang có. Tôi biết ơn mọi thứ đang đến với tôi. Tôi luôn trân trọng mọi thứ đến với tôi, cho dù là nhỏ nhất. Tiền bạc đến với tôi một cách tự nhiên và dễ dàng. Tiền bạc và hạnh phúc song hành với tôi trong mọi khoảnh khắc. Tiền bạc là phần thưởng xứng đáng dành cho tôi. Thu nhập của tôi tăng lên liên tục. Số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi không ngừng gia tăng. Tôi thu hút tiền thật dễ dàng. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi dạt dào. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Mọi việc tôi làm đều rất suôn sẻ và thuận lợi. Trí tuệ và trực giác sắc bén giúp tôi nhận biết và tận dụng mọi cơ hội kiếm tiền một cách hiệu quả. Tôi không ngừng học hỏi và phát triển bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi món quà từ vũ trụ. Tôi đang kết nối với sức mạnh không giới hạn của vũ trụ, nơi sự thịnh vượng và giàu có đang chờ đợi tôi. Trái tim tôi tràn đầy hạnh phúc và đủ đầy. Tôi dư giả tiền bạc để thực hiện mọi ước mơ. Tôi hạnh phúc chào đón sự may mắn và tiền bạc vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút tiền bạc liên tục. Tôi dễ dàng thu hút những cơ hội phát tài đến với tôi. Tôi chủ động tạo ra những suy nghĩ tích cực và cảm xúc tích cực. Tôi kích hoạt sức mạnh thu hút tiền bạc và thành công đến với mình một cách nhanh chóng. Tôi biết cách sử dụng tiền một cách thông minh để tạo ra lợi nhuận và mang lại sự thịnh vượng cho mình và những người xung quanh. Mục tiêu của tôi
là tạo ra sự giàu có và thịnh vượng bền vững. Tôi rất giàu có. Tôi giàu có về trí tuệ. Tôi giàu có về sức khỏe. Tôi giàu có về cảm xúc. Tôi giàu có về các mối quan hệ chất lượng. Tôi giàu có về tài chính. Tôi giàu có về thời gian. Tôi là một người vô cùng giàu có, không chỉ về tài chính mà còn về trí tuệ, về sức khỏe. Tôi thừa hưởng một trái tim giàu có cảm xúc, luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và lòng biết ơn.